Đức Giê-xu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-xu bảo người bại liệt: Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi. Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: Ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giê-xu biết ý nghĩ của họ liền nói: Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Bây giờ Đức Giê-xu bảo người bại liệt: Đứng dậy, vác giường đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, bài tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy rằng Chúa Kitô khi thực hiện vai trò cứu nhân độ thế như là vị lương y, thì lúc nào Chúa cũng cứu vớt con người toàn diện. Con người như được Thiên Chúa sáng tạo là một nhân vị, tuy rằng có thân xác là xuất phát từ lòng đất, nhưng Thiên Chúa đã thở hơi hằng sống vào con người, và lập tức con người đã nhận được một cái hồn thiêng bất tử. Vì vậy khi nói con người thì phải hiểu là một con người toàn diện, là một nhân vị có tất cả những cái phẩm giá hơn muôn loài muôn vật khác. Vì vậy khi mà con người lâm vào trong cái cảnh trở thành cái nạn nhân của tội lỗi, mà tội lỗi thì tuy là xuất phát từ những cái hành vi có cái tính tâm linh, hành vi lạm dụng tự do để chống lại cái thánh ý của Thiên Chúa, nhưng mà tội lỗi cũng lại ảnh hưởng đến những cái điều kiện thể lý của con người. Bởi vì con người đơn giản là một cái nhân vị, là một cái sự có mặt toàn diện cả hồn lẫn xác. Do đó theo tin tưởng của tin mừng thì cái việc Chúa cứu chữa con người khỏi bệnh tật, nó phải xuất phát từ việc Chúa giải thoát con người khỏi những cái hình thức bị giam cầm, bị khống chế hay là bị tổn thương trong cái tâm linh, trong cái mối tương quan với Thiên Chúa. Và chính tội lỗi là nguyên nhân của những cái thảm họa ở trong cái cuộc sống của con người. Cho nên lúc nào Chúa cũng bắt đầu việc cứu chữa những cái con người đau khổ vì tật bệnh bằng việc tha tội, bằng việc giải thoát cho họ khỏi những cái nguyên nhân sâu xa do tội lỗi gây nên. Tội lỗi đã khiến cho cái tương quan thân tình giữa Thiên Chúa như là người cha và con người như đứa con, và từ cái việc gãy vỡ cái mối tương quan thân tình này, con người đã trở thành như là một cái nạn nhân bị rơi tự do, không có điểm dừng, vào trong cái vực thẳm của tất cả những cái thảm họa. Vì thế mà mặc dù vẫn tôn trọng cái phương pháp chữa trị theo y khoa, theo những cái gì mà cái tiến bộ của hiểu biết con người hiện nay về phương diện tâm lý, về cái phương diện vật lý trị liệu, thì Kitô hữu của chúng ta cũng phải ghi nhận cái bài học Chúa Kitô muốn để lại cho chúng ta. Bởi vì trước hết, trên hết, con người không phải chỉ là về phần thể lý, con người không phải chỉ
cần ăn khi đói, cần uống khi khát, cần có những cái tiện nghi vật chất là đã đủ. Mà con người còn có cái chiều sâu, con người còn có những cái khát vọng, có những cái ước mơ đẹp hơn, cao quý hơn và bền vững hơn là những cái giá trị dựa vào vật chất. Và cao quý hơn hết nơi con người là một cái khát vọng sâu xa, cái đói cái khát Thiên Chúa, cái đói cái khát tình thương của Thiên Chúa, cái đói cái khát của cái ơn giải thoát toàn diện của Thiên Chúa được thực hiện nơi cái thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, cái bài học của cái tin mừng từ những cái việc Chúa chữa trị con người, đó là chữa trị con người toàn diện, nó cũng soi sáng cho cái con người thời đại chúng ta, cho cái nhân loại của thời đại chúng ta. Cái nhân loại đang chịu quá nhiều cái cơn bệnh mà nhiều khi không có bất kỳ một cái loại thuốc nào, không có bất kỳ một cái giải pháp y học tiên tiến cách mấy có thể cứu chữa, có thể chữa lành được con người. Con người luôn luôn cần trước hết và trên hết một cái ơn chữa lành từ ở nội tâm của con người, đem con người trở lại cái mối tình nghĩa, hòa bình và thương yêu với chính Thiên Chúa, với chính đấng tạo hóa qua trung gian là Chúa Giêsu Kitô. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục soi sáng cho chúng ta được biết cái phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi cái hình thức bệnh tật cho cá nhân, cho gia đình cũng như cho cái cộng đoàn nhân loại ở cái thời đại chúng ta, phải là một cái ơn được tha thứ, được giải hòa với trước hết là Thiên Chúa, là Cha, qua Chúa Giêsu Kitô, qua các cái bí tích của Hội Thánh, và sau đó là trả lại được cái ơn sức mạnh, cái ơn hòa bình, cái ơn nghĩa tình với tha nhân và với toàn thể vũ trụ càn khôn. Xin cảm ơn anh chị em.